Vâng, và chúng ta đã quay trở lại với Blast 4 Final. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với cả cặp trận đấu rất hấp dẫn diễn ra giữa hai cái tên, đó là Faith Clan cũng như là bên phía thành viên của team GI Sports. Và đối với các bạn ở trong cặp trận đấu này sẽ là mình Hiếu Nghĩa, bên cạnh mình là Willova. Vâng, ngày hôm nay thì thực sự rất là vui cũng như là vinh dự khi được góp giọng vào một giải đấu lớn trong khuôn khổ Blast, lại còn được đồng hành cùng với cả một người mà tôi luôn coi là thầy của mình trong nghề bình luận, đó chính là thầy Hiếu Nghĩa. Có thể nói thì đúng như thầy Nghĩa chia sẻ thì đây là một trận đấu rất hay, và nó sẽ càng hay hơn khi mà tôi còn được ngồi gần như vậy với thần tượng của mình. Và phải nói rằng là một cái đà cái đề như anh mình thì cũng chia sẻ những cái câu chuyện nó hơi khiêm tốn. Có thể nói hơi phóng đại quá. Thôi đừng anh ơi, đừng anh tổn họ chết em, đừng. Có thể nói thì anh Nghĩa luôn là cái hình tượng mà mình hướng tới trong cuộc sống, không chỉ là cái bản lĩnh khi anh ngồi ở trên cái bàn bình luận mà còn là cái phong cách sống của anh nữa. Đúng, anh mình của khác các bạn ạ, có những câu nói nó hơi trừu tượng cũng như là mang những cái hàm nghĩa nó cũng hơi sâu. Nói chung là mình cũng không hiểu lắm. Nhưng giờ có lẽ chúng ta chuẩn bị đến với cả cặp trận đấu diễn ra giữa Faith Clan cũng như bên phía team GI Sports thôi. Tạm thời có thể thấy được rằng là cả Faith cũng như cả G2 thì ở trong giải thi đấu lớn vừa rồi ESL Season 20 thì họ cũng để lại được khá nhiều ấn tượng. Nhưng chung cuộc thì họ cũng phải là đội tuyển vô địch, mà đội tuyển vô địch là cái tên vừa mới đối đầu với cả bên phía thành viên của team Falcon vừa rồi là Na'Vi, khi mà Zayo bắn quá điên ở trong giải thi đấu đấy cũng như là những vị trí khác đều bắn rất là ổn. Và đến với cả giải thi đấu Blast 4 Final lần này thì có lẽ rằng là mình đang đánh giá rằng là Na'Vi là trong số những cái tên nếu như họ làm tốt họ sẽ là nhà vô địch, kèm phong độ của từng cá nhân đang là quá bài. Chắc chắn tôi đồng ý với anh Nghĩa khi mà ở trận đấu trước thì có lẽ đã phần nào khẳng định cái điều đó, mà mặc dù có thời điểm mà Na'Vi gặp vấn đề như ở map thiếu thứ hai, thế nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn có thể comeback và chiến thắng 2-0 thuyết phục được. Tuy nhiên đó là câu chuyện đã trải qua rồi, ngay bây giờ hãy cùng mình Nghĩa đến ngay với cặp trận B3 tiếp theo ngày hôm nay, trận đấu giữa G2 đối đầu với Faith Clan. Thằng này bị chậm anh, bị chậm hơn. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến ngay với cuộc đối đầu giữa hai cái tên GI Sports cũng như là bên phía thành viên của team Faith Clan là Pistol, map thi đấu đất đai. Đây là map pick bên phía thành viên team Faith. Họ bắn bên phía T-side trước, còn GI sẽ bắn bên phía City-side. Một đầu thi đấu đang di chuyển hai người ở khu vực đó là Tundle, và sẽ có những tình huống giao lòng chậm đến bên phía thành viên của team Faith Clan. Họ có cho mình những trái flash đến từ vị trí của anh chàng Brocky cũng như là cái vị trí của Frozen, và có một khẩu P50 được drop ra cho Brocky. Giờ hãy cùng xem nào, với một cái lượng bom mìn nó tương đối ít ỏi thế này thì bên phía thành viên của team Faith họ sẽ tìm tình huống gì đây. Smoke che cửa mid, đây là quả smoke mà nó thay thế quả smoke Xbox, nhưng mà cái phạm vi hoạt động của nó sẽ rộng hơn. Đây, nó che hoàn toàn cửa mid và khiến cho người ở mid không thể đủ tầm nhìn nhìn lên shot. Sẽ là một bài đánh A thôi, từ cả long và short, và Monezy sẽ là chỗ chặn đầu tiên trong cái bài đánh này của Faith Clan. Và Monezy bắt ngay người Xbox là rope rồi, lùi về thôi, quá lại. Nhưng mà Monezy có vẻ như vẫn muốn tự tin làm thêm, biết là một người nữa cục shot và nó double kill Monezy rồi. Pistol đã trở nên dễ dàng hơn kia đây, nhưng mà Manami bắt thêm cả Frozen nữa. Kevin đổi một thật đấy, nhưng vẫn là 2-4 và biết luôn cả HL bên phía team Faith ở đâu rồi. Thì người lập tức điều động Monezy về, Monezy có pha triple kill vào đó, có phải quát kill được trở lại là không. Brocky hạ gục được Monezy, vớt vát lại một chút hy vọng, nhưng thực sự vẫn là một tiếng cực kỳ khó khi mà vẫn còn những player như Hunter, như Nico ở đây. Một quả lửa trả ra, cố gắng tanh, mất hơn nửa cây máu để được C4 thì thôi. Bye bye Brocky, và chiến thắng Pistol Round khá dễ dàng G2 khi Monezy đã làm đến khoảng 70% khối lượng công việc rồi. Một tình huống Brocky đã biết rằng mình phải chết nên đâm ra cố gắng đặt cho mình quả C4 xuống để round sau có tiền để phóc bài. Chúng ta đều biết rằng với cái việc mà Veo đã chỉnh sửa lại cái lượng loss bonus cũng như cái lượng tiền cộng vào bên phía T-side khi đặt trái C4 này, thì phóc bài lượng súng ống sẽ tương đối là nghèo nàn hơn so với ngày xưa. Giờ hãy nhìn xem lại một pha highlight đến từ cá nhân Monezy. Một mình trấn thủ khu vực A-shot làm cho mình hai cái mặt, và sau đó thì Zalong hoàn tất cú triple kill của mình. Một round thi đấu tuyệt vời đến từ vị trí của Monezy. Vâng, những cử chỉ ân cần đến từ Hunter và MadMD. Có thể nói là mặc dù cũng gắn bó với nhau chưa quá lâu, nhưng các lở của hai thì họ có được cái tinh thần đoàn kết rất nhanh. Còn đây thì Nico sẽ là người đẩy hầm trong cái round thiếu thứ hai này, nhưng đối phương lại tập trung phục top mid đông cơ. Không phải là vấn đề khi Monezy có khẩu M4,
Nhưng đó là Rain, một tiếng bắn đề tay rất to, đổi được một mạng rồi. Nhưng ở trong hầm thì Rope lại ngã trong họng súng Hunter. Và góc tứ của Nico thì Rain không tài nào biết được, biết luôn người cuối cùng top mid với tiếng nhá của Nico rồi. Rocky, một tình huống 1v4 rất khó để có thể mạng được nữa. Và đó là Nico có mạng thứ hai cho riêng mình trong round thi đấu này. Một round đấu anti-eco, mất một súng thôi. Nó không phải là vấn đề quá lớn khi mà khẩu súng giá trị nhất của Monezy là khẩu M4S thì vẫn sẽ được thu hồi lại. Vâng, những khẩu MP9 đã đều lên tiếng cho tình huống vừa rồi, có cho mình được rất nhiều điểm hạ gục và sẽ có một lượng tiền cộng vào tài khoản bên phía công ty Team GI Sports. Còn đối với cả Fakeland thì họ sẽ có ốp đến từ vị trí Blocky, thì khi mình sơ qua lượng tiền Blocky anh ấy có là khoảng đâu đó 5.600 đô. Ốp giáp một trái smoke là những thứ mà Blocky hoàn toàn có thể lên được. Vâng, như vậy là đã có ốp rồi, tình huống first pick ở khu vực Alo. Và có sự tò mò hay không, đầy lộ tay rồi nhưng bắn nút đến từ vị trí của Blocky. Một tình huống phân pick vô cùng đáng tiếc của Loki khi mà GI có vẻ như không đoán được rằng đối phương có ốp ở trong round thiếu này. Và chết rồi, và vẫn đang kiểm soát được A-Long đến từ Mandy. Ở cục mid thì Rofa thì spam. Và rõ ràng là nói về đục đẽo hay spam thế này, kiểu Waka đáng sợ khẩu M4 rất nhiều. Thì Hunter đang nhận một lượng sát thương khổng lồ, cũng chỉ cấu lại được một chút máu hiệu trưởng Rain thôi. Bây giờ thì sẽ là một bài đánh mid to be hay không đây. Quả smoke cục city rồi, lộ tiếng trên cục shot. Và quả smoke city như là có một cái khe phải. Vâng, nhưng đó không phải là vấn đề khi đây không phải là tình huống chan mid luôn đến từ Fake là họ vẫn áp lực lên cục shot thôi, và khiến cho bộ đồ shot là Nico Modeji không thể lấy thông tin lại khu vực Xbox. Bây giờ thì Hunter sẽ bị thử thách nhờ một góc bắn cho tới chết. Hunter làm một làm đôi. Cùng lúc đó thì Modeji cũng bắt được với Frozen. Brocky hạ gục được hai nhưng vẫn là thế thua người dành cho Fake Clan. Hai đấu ba bị Sam miếu, Rob nằm, và cái tên Brocky thì cũng không thể làm gì hơn ngoài hạ gục đi Man MD. 3-0 dành cho G2 và họ sẽ thua về khẩu ốp cho Modeji. Ốp free dành cho Modeji các bạn. Quá đã. Bắn CT không mất tiền mua ốp tại đợt 2. Một trong số những bản đồ thiên đường dành cho khẩu ốp. Và Monesi chúng ta thấy rằng là sau hai round thi đấu vừa rồi anh ấy đang bắn rất vào tay. Tôi nghĩ rằng cái round thứ ba này thì với việc Monesi của ốp không khác gì cái kiểu bổ mọc thêm cánh cả. Chính xác. Trong round đấu vừa rồi thì tất nhiên cái tên mà phải được ca túc bên phía cơ hài phải là Hunter thủ mid. Bắn một góc thực sự là trông khá tù trưởng nhưng mà tay quá to vẫn làm được đôi. Đúng. Chắc chắn rồi, 3-0 cống khẩu ốp, thậm chí là cái lượng kinh tế vẫn còn đang dư dăng đến từ bên phía team G2 để làm bảo hiểm như kiểu Snack, như kiểu Nico. Cái thế trận đang tạm thời là cực kỳ có lợi dành cho G2. Còn đối với Fake Clan thì round đấu này chỉ là một đấu half 3 thôi. Làm được gì bất ngờ hay không đây, họ vẫn có đủ những set bomb để làm những bài vở mình mong muốn nhá. Và đây là một tình huống mid to be rồi, sẽ là bộ đồ Hunter cũng như Snack bị thử thách. Và bây giờ băng vào cục bì đỏ, một mạng hai mạng Hunter rồi. Snack over chưa tốt lắm khi chỉ kịp cấu đi máu của Rob thôi chứ không đổi được mạng nào cả. Bên Snack bị quay từ cả hai đường, Snack bị cấu nửa cây máu rồi và Snack vẫn không có mạng và Snack chết chạy trong cục bom CB. Vâng, và có người đi biter là Frozen nha, có vẻ như vị trí của Modesi đang không hề biết sau lưng mình có địch, vẫn đang check lại mid đồ mà thôi. Modesi nghĩ rằng người biter là người đi ở mid, bắt đầu có dấu hiệu chạy sau lưng rồi. Đọc được ra có một người móc mid nhưng liệu rằng đoán được rằng Frozen đứng ở CT hay không đây, có vẻ như đây sẽ điều hơi khó dành cho Modesi. Bắt đầu vào trong sai bắn chờ và Nico đổi được không ai cả, và Modesi bắt được Frozen. Người đi bóc đã ngã và double kill cho Modesi, vẫn check lại sau lưng đến từ Modesi ạ. Nhưng chắc chắn rồi đó là một tiếng bắn lỗi đến tôi từ Frozen. Tôi cảm giác là như vậy, tôi cảm giác là như vậy vì Modesi cũng mất đến hơn nửa cây, chắc là hai viên vào thịt. Modesi thấy tự dưng có một con kiến nó cắn quay lại dẫm bẹp phát. 4-0 GI Sports, kể cả là chấp nắc rồi nhưng mà những player còn lại bắn vẫn quá chất. Móc đẹp như thế rồi nhưng cuối cùng chết chay. Kerrigan mang rất nhiều đá vào cuộc vòng thi đấu. Đúng. Và có vẻ như rất nhiều đá. Đá mà anh phải tầm 5-7 viên á. Vâng. Phải đến một gam anh ạ. Đây là người chơi đá. Vâng, Kerrigan. Và giờ thì Modesi bắt được Kerrigan nhưng Brocky có một tốc độ chết kill nó quá nhanh. Ta tích là thả Kerrigan để bắt Modesi như này thì là vẫn là cực lại. Lời, vâng. Bây siêu lợi nhuận. Đổi Snack với cả đổi Kerrigan thì em đánh giá rằng là bên phía G2 mới lại được. Pha này mà Snack bắt Brocky thì ảo nhưng không. Ôi. Đó là Hunter chính xác hơn, phải là Snack. Rõ ràng thì một người bắn ốp tay ngang như Hunter rất khó để có thể chọn lại Brocky, đặc biệt là Brocky còn là người kia trước nữa. Lợi thế về người dành cho bên phía Fake Clan, một đầu hiếm hoi họ có cái điều này. Vâng, rồi anh cũng xem nào với cái việc có lợi thế hơn người này, thì liệu rằng lao thằng đầu tiên có đến với cái Fake Clan này không đây. Brocky lại spam ở khung cửa mid với cái ốp trên tay. Một trong số những opper cũng xuất phát từ bắn rifle sau đó chuyển sang bắn ốp, nhưng Brocky đang là trong số những opper thì coi như là rất thành công ở trong tựa game set.
Khi mà anh chàng này cũng đã có cho mình rượu Major với cả Fake Clan rồi. Giờ thì hãy cùng xem. Một round thì nó đã có lợi thế hơn người từ Fake Clan. Tôi nghĩ rằng họ sẽ biết cách để tận dụng lợi thế này. Khi mà Karian đã nằm xuống thì đồng nghĩa với cái việc anh ấy sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể trao đổi thông tin với cả những người bạn của mình. Sẽ làm tình huống trả ra smoke ở khu cửa mid và sau đó là một tình huống speed B thôi. Và đánh tới mid vào B và có một người cài lại ở khu vực hầm B làm chịu cái chàng Green. Một số những người rất kiêu kinh nghiệm. Bắt đầu thì di chuyển qua rồi, có ca lửa spam thì chính xác đến từ chỗ Miami vì những Nico trong sai cũng như có vị trí của anh chàng Snack. Nhưng Snack cần có mạng tình huống này. Snack cũng trên chạy và Snack trên chạy rồi, Nico làm đôi, liệu có đủ hay không đây, hãy cùng xem. Như vậy là không thể đủ và Miami một vết này rất khó khi đây là bom sai bề. Có vẻ như sẽ muốn băng qua smoke ngay thời điểm này. Lao vào có một transfer luôn, nhưng đó là hai người gần như là trừ 99 chứ không ai nằm cả. Quá đáng tiếc cho Miami khi mỗi player địch chỉ một hit nữa thôi là nằm. AK thì có vẻ là xong rồi không, nhưng mà phải nói rằng Snap bắn B tệ quá các bạn ơi. Một góc được bắn trước nhưng mà Snap thì không đổi được ai. Tôi nghĩ Snap thì bắn đâu cũng vậy thôi. Tuổi anh rồi. Bảo là bây giờ bắn với những team tier 1.5, tier 2 thì có khi còn dùng kinh nghiệm vì lại được. Chứ còn bây giờ mà đấu với cả những tuyển thủ tay to bậc nhất set 2 như Fake Clan thì hơi khó để cũng có thể lên tiếng. Chỉ biết là tiếc thôi, mà đi pha cuối đó bắn rất hay rồi. Không sao, vẫn còn up được đến từ cửa 2 mặc dù là lượng trang bị nó hơi có phần là chơi với MB9, một khẩu scout, thậm chí là cụ Snack chỉ được bắn 5-7 thôi, nhưng mà Nico vẫn có M4 mà Nico đang đẩy lên khá trong tin khu hầm B nha. Ở khu team ấy có người kê lại và Nico liệu vượt qua đây không đây? Câu trả lời vẫn chưa có hồi đáp, chưa có lời giải. Khi mà chỉ đơn giản là biết nhau và sau đó lùi về thì Nico không tham vọng thêm nữa. Nico tình huống mà rồi chúng ta thấy anh chàng này thì hiện cái đẳng cấp của mình rất háo đẩy, đẩy hết khu vực lâu tơn cũng như là khu vực hầm trên. Rõ ràng là súng bé tí nha thì có lẽ nên đẩy thôi. Chứ còn bảo là ngồi cầm MB9 với phải sự vấn đợi địch vào tìm thì hơi khó. Và pha đẩy của Nico ít nhiều cũng đã có thêm phạm vi di chuyển để dễ thở hơn được gái một chút ở trong cái round thứ 6 này. Tuy nhiên thì ý đồ của Faye lại đang là khu vực mà chỉ có một khẩu scout muốn được gì chấn giữ thôi, đó cũng gây lo. Vâng, ốp thì có lẽ rằng nó sẽ nguy hiểm hơn, còn đối với cả một khẩu scout thì phải là mồm. Phải là mồm chứ không, cái tỷ lệ chết rất cao các bạn ạ. Đấu tầm xa thì scout sẽ có lợi hơn so với AK. Và giờ hãy cùng xem nào. Monensi liệu có thể first pick được người đầu tiên hay không? Đây sẽ có phát được trả. Định đoan bút mà trông vẻ như hơi chớ. Trượt. Là ra chay rồi. Ui, vâng. Một tình huống Monensi bắn xịt lên đầu là anh ấy chết luôn. Hợp lý rồi. Karin bắt được Snack đẩy ngược ra đến từ Hunter. Hunter không chẳng cái mạng nào cả. Mai em đi đổi được một và đó là dấu chấm hết dành cho gái Sporty. Số sẽ là 2-4 có tiền Fake Clan. Trắng từ nhà đến trường đến từ Hunter. Nico ở đây thì có lẽ nên xếp súng Food Flat để giúp Manby cũng xếp được cùng mình thôi. Chứ còn vẫn không thể retake đâu. Nhưng mà ít nhất là upgrade được khẩu M4S lên khẩu AK này thì vẫn cứ là tươi thôi. Đến từ vị trí của Manby 2-4 dành cho Fake Clan. Ở round đấu sau thì gái sẽ chỉ chơi được xoay quanh Nico và Manby hợp đờ xếp súng trong round đấu này. Một cuộc đấu súng mà nó đang có khí kít rất căng. Frozen bên này 06 thì bên kia cũng có anh Snack 03. Như vậy là không lấy luôn cái kit ở khu hầm B. Sợ quá. Sợ địch đẩy ngược cái short team. An toàn. An toàn. Rất an toàn đến từ bên phía gái Sport. Họ không tha một cái kit 400 đô. Bây giờ tự dưng gia nhập kit trong chết một cái thì không khác gì chúng ta lại đi bỏ lớn lấy nhỏ cả đúng không anh? Xác. Nếu mà nằm nhá thì sẽ là mất 3.001 của 14. Cái giáp nữa. Mất cái giáp nữa. Không ai muốn vì một lợi ích nhỏ mất đi một lượng trang bị lớn. Bên này thì Fake Clan bắt đầu lấy lại tinh thần rồi. Hai round đầu chiến thắng và họ cũng đã biết là mình ép được cửa hai về thì hối tiền thì gần như sẽ là 3 dành cho Fake Clan. Trừ khi Manamdi và Nico họ bắt bài đúng cái bom sai mà Fake Clan tấn công vào đây và phải bắn rất hay nha. Khi lực lượng bom mình hỗ trợ Nico và Manamdi gần như là số 0. Nhảy qua cửa mid và thực sự là các cụ gánh Monizy cong lưng thì mới thoát chết pha vừa rồi. Một viên ốp trừ 95 rồi. Nhưng mà thực sự là với một player bắn USP không giáp 5 máu như thế này thì gần như cũng không có tác dụng đến từ Monezy rồi. Và lại là Nico đẩy. Lần này ca đẩy top mid. Có phát trả ra, phát là trắng như Monezy. Chính xác là đó là Frozen. Trắng xóa vẫn đấm mồm Nico. Mang đi đổi được mạng của Red rồi đấy. Nhưng anh ta nằm xuống ngay lập tức sau đó Hunter cũng đi. Cùng lúc khi mà cây gần bò xuống khu hầm bể. Hết hope dành cho G2 rồi. Pha đẩy mid chỉ để đổi một. Vâng, giờ thứ hai khẩu ESP không giáp làm được gì đấy. Nhất là khi Monezy chỉ còn lại cho mình một cốc máu mà thôi. Mọi thứ nó gần như là tan vỡ trên phía thành viên của team Guy Sport. Tình huống đi đẩy vừa rồi. Giờ thì có lẽ rằng là bắt được súng nào hay súng đấy đến từ vị trí của Snack cũng như cả vị trí của Monesi.
mà đối phương đã chơi chậm lại. Một cái lối chơi rất an toàn đến từ bên phía Fake Clan. Họ không hề vội vàng trong những bước di chuyển của mình. Và giờ thì đối phương đã có dấu hiệu tò mò rồi. Bắt đầu đi đẩy lấy thông tin đến từ Guy Sport khi mà họ từ nãy giờ chỉ ở trong B. Đến từ cặp đôi Snack của Mon SC. Cái lượng thông tin gần như là con số 0. Giờ thì có lẽ rằng là để cho đối phương thắng thôi. Và kiếm xem ra được súng nào hay súng đấy. Đến từ phía thành viên của team Guy Sport là cục bộ đôi Mon SC cũng như vị trí của Snack. Nào, Rope, mấy mạng đây. Một quả nết, sẽ có một người chết hay không? Và như vậy là Mon SC đã nằm ở quả nết rồi. Snack bắn đinh được vị trí của Rope, nhưng như vậy là chưa thể đủ. Tỷ số là 3-4 này cho bên Fake Clan. Một màn comeback nhẹ đến từ Fake Clan. Và để xem rằng họ có thể bắt kịp và thậm chí là vươn lên dẫn trước luôn hay không đây. Có quyền tham ao rồi và tôi nghĩ rằng là nó đến từ G2 thôi. Team họ đang để mất đi một vài những lợi thế quãng gian ban đầu. Rất đáng tiếc chúng ta để thấy họ đã cố gắng. Thì như vậy vẫn là chưa đủ. Đến bên phía thành viên của team Guy Sport. Với tình huống đẩy vừa rồi. Giờ thì hãy cùng xem nào. Bên phía các thành viên của team Guy Sport họ sẽ đến với cả một kỳ rào. Ở map thi đấu đất 2 này thì một trong số những cái yếu tố khiến cho bên phía City lợi thế hơn bên phía T-Side đó là cái việc mà các bạn đấu tầm xa và được kế trước. Đặc biệt là khi có những khẩu ốp và rơi vào những opper kiểu như Mon SC hay ở cái thời CSGO đó chính là Simple. Cái tỷ lệ chết rất cao. Đấy, tôi vừa mới nói xong một cái mà tiếng nhảy qua cửa đến từ Snack thôi thì đã phải trả giá rồi, mất khoảng đâu đó 2/3 cây máu với một tình huống nhảy. Brocky thực sự là một player gây rất nhiều sự nhức nhối dành cho G2 ở tại bản đồ thứ đất sai này. 8 frag rồi và mới chỉ nằm xuống có 4 lần thôi. Over bắn rất hiệu quả. Thực sự nhìn sang bên kia thì Modesi còn phân một triệt để hơn 11, nhưng mà đa phần lại không phải đến từ những mạng với khẩu ôm. Quay trở lại với những lời khác đi, vẫn là một cái đội hình 2-1-2 cơ bản đến từ G2 thôi. Họ bỏ hoàn toàn cục shot luôn. Nico thì cố gắng spam thì nhưng mà quả smoke che rất kín và anh ta tạm thời sẽ back về bán hỗ trợ trong B một chút. Những ý đồ của bên phía team Fake Clan thì có vẻ như vẫn là loanh quanh khúc mid và thậm chí lên shot khi mà họ đã cài gần lại khúc A long rồi. Hay là muốn giao long luôn đây, như vậy là có vẻ nhà muốn giao long cùng nhau. Nhưng gặp quả smoke này thì lại là phải quay xe thôi. Vâng, cái quả smoke trả ra timing cực kỳ chính xác đến từ cửa hải. Một cái timing rất dính, đối phương đã có ý định bò qua. Cũng như trả flash để có thể chiếm lại long thì lại có thêm một quả sấp bồi ra nữa. Nhưng quyết định đi từ Fake Clan có vẻ như họ vẫn đang muốn đánh lên ở khu vực bom xe A, đánh từ sót lên và sẽ hạ trái bom sót xuống. Bom đồ cũng như mọi thứ đang là rất đầy đủ đến từ Fake Clan, còn ngược lại lượng bom hiện tại của Guy Sport chỉ còn duy nhất hai quả flash đến từ Mon SC mà thôi. Một cá nhân còn bom và thậm chí đây chỉ là hai quả flash thì nếu có đủ giúp cho Guy đến với cả một đao thắng hay không đây. Sót đang không có ai của Guy cả, hai thì có lẽ là đứng ở lo, còn đây là quả flash trả ra rất tốt đến từ Mon SC, bắt được Cardigan. Một tình huống như Guy Cardin có ăn cả flash của đồng đội nữa. Vậy nên đã phải nằm xuống rồi. 5v4 vẫn còn cơ hội trên phía team Guy Sport. Sẽ là một pha chơi retake com A đến từ G2 với lợi thế về người thôi. Điểm yếu duy nhất họ không còn bom phải bắn nhau chay. Và có vẻ như bắn nhau chay lại đúng là sở trường của Fake Clan rồi. Rain liên tục lên tiếng như bên kia Hunter bắn em đi cũng đổi mạng được hạp lên phía đối phương. Morazin bắt thêm Frozen nữa. Brocky kẹt lại phục ninja rồi. Cố gắng vứt cái ốp đi nhưng vứt không được. Vâng đây rồi, ít nhất là trước khi chăn chối vẫn kịp ném đi. Chứ quả đấy mà rơi thêm cái ốp nữa vào tay G2 thì là toang. Chạm chết, vâng, chúa chết chạm cũng băng hà tại thấy. Cố tìm, nhưng mà thực sự là ném ra đến ngoài bức tường rồi còn đâu nữa mà tìm. Vẫn đang rất cố gắng đến từ bên phía G2 nhưng mà như đã đề cập rồi. Các bạn có nâu clip, có nâu clip thì nhặt được. Chứ còn bút đến mai cũng không tìm thấy được khẩu ốp đó đâu. Chúa chết thì chạm cũng băng, chạm chết thì chúa cũng băng hà. Đọc nhầm từ nãy giờ. Nhất định không để cho đối phương nhặt ốp. Vào đó thì nhiệm vụ bất khả thi mà không thể clutch được nữa thì thôi. Phải là bớt đi một tí lượng kinh tế của đối thủ. Và chứng tỏ là Brocky là một người chơi rất là đồng đội các bạn ạ. Cực kỳ là vì team luôn. Bởi vì thường thường chúng ta đều biết rằng cái vị trí upper là trong số những cái vị trí mà những player bắn ở vị trí upper thì cái tôi của họ rất là cao. Ngay cả đôi khi 1m5 thì họ vẫn sẽ làm. Như kiểu Zygu, như kiểu Simple. Còn đây là Brocky thấy 1m3 và thấy rằng là cái cửa thắng của mình quá thấp. Anh ấy lựa chọn cái phương án là vứt luôn khẩu ốp đi. Chứ không phải là một tình huống cố gắng lách ra rồi làm một rồi lại lách vào làm hai.
một cái lối chơi cực kỳ khoa học và triệt để đến từ Block Kỳ, khiến cho round thi đấu này bên phía GA Esports không có ốp. Còn ngược lại bên kia thì Fnatic vẫn còn, đó là khẩu ốp đến từ vị trí Block Kỳ. Đây sẽ là một key round với Fnatic nha. Hãy cùng xem nào, khi đến với cả một key round thì Fnatic liệu có thể đánh bại bên phía team Vin của team GA hay không đây. Thêm một quả smoke để che của cửa mid đến từ Fnatic. Đây là quả smoke phải nói rằng là cực kỳ beta. Nó hiệu quả hơn quả smoke Xbox. Bởi vì quả smoke Xbox thì nó vẫn sẽ có một cái phần thừa nhô ra của đối phương hoàn toàn không đứng ở trong quả smoke đấy được. Đây mày em đi, đổi được một rồi, Nico ra tao đổi 300 em đi nhưng không thể tăng được khẩu ốp Block Kỳ. Đó là sức mạnh đến từ khẩu ốp. Một quả smoke city được trả đến từ Block Kỳ chỉ để fake mà thôi. Vâng, gây rất nhiều áp lực rồi và đang có một tiếng bò sót và MonEC đã chọn góc đứng rất cường ở khu vực A-Sort. Nhà Thao Minh lộ tiếng và MonEC vẫn đổi được một nhưng không sủi được, khi Rob là người đi cùng với Ren để đổi mạng cho anh chàng này. Hai đấu ai, Hunter có một và bây giờ thì cũng hai vết một, Hunter với Snack liệu làm được hay không đây. Snack cần phải nhanh hơn Snack ơi, một chút Snack đang muốn đi sót và Block Kỳ 4v2, cái thế này cái thế có thể làm được đến từ Block Kỳ. Vâng, nhưng phải làm được gì đó cái tên Hunter cơ và đã làm được thật click vào một luôn. Và Snack không bắt được Block Kỳ ngay nhịp đầu tiên thì bây giờ cái lượng máu nó không phải là vấn đề với một upper, kể cả pha này Block Kỳ một máu đi chăng nữa thì cũng vậy. Khi mà Snack không có những trái nết, không có những trái lửa, khó, rất khó cho cụ Snack rồi. Vâng, cái người cần sống nhất thì là Hunter thì lại chết. Nhưng cũng góc được góc chết anh nghĩa, góc khó, kiểu gì Block Kỳ cũng di ốp vào tìm mà. Hunter định chơi bất ngờ, định lao ra trước. Lao ra trước. Nhưng mà ai ngờ đổi hết tay to quá, bây giờ thì Stark bò vào rất cần trái smoke rồi. Block Kỳ đang phải đoán bởi đợi lâu quá, đối phương có thể bóc về lo những lộ tiền nữa Stark. Ôi, cụ ơi. Vâng. Tự dưng cụ trèo cao làm gì, xong cụ té đến bịch một phát. Tình huống ta thấy Block Kỳ đang khó nhá, Block Kỳ thực ra là ốp mà. Có đang phải đoán là đối phương có thể tham mình lâu quá, sợ bóc lo nên là tâm khởi dị liên tục nhưng mà cụ làm phát bịch đấy thì thôi yên tâm rồi. Ôi xời, ống vâng, tự dưng một vết ai vậy dễ dàng hơn bao giờ hết để cho Block Kỳ. Và tình huống chúng ta thấy sức mạnh đến từ một khẩu ốp. Có mặc thuốc đơn hài cũng như rơi vào tay đúng người nữa. Đây không phải lộ một tiếng anh ạ, đây là lộ tỷ tiếng. Vâng, bịch một cái xong bụp. Thôi 4-5 và chắc chắn, không dám nói là chắc chắn gì, dám nói là khoảng 90% thôi là sẽ là 5 đều. Đến với G2 round đấu này thì chỉ có những khẩu lục, duy nhất người có giáp 1 lại là Snack. Thực sự là no hope. Hunter của Bodegi tại sao không phải em lại bắn lục đôi nhỉ? Player đối thủ thì chắc chắn là có giáp 2. Khẩu lục đôi tôi cảm giác là bắn giáp 2 tầm trung tầm xa gần như cũng có đam, nhưng ở đây thì USP vả mồm lại là câu chuyện khác. Đuổi ra hơi nhồng rồi nhưng không sao cả, Hunter cũng để cùng cục mid. Có vẻ như đây câu trả lời G2 tại sao lục đôi rất nhiều đạn spam tầm gần thì vẫn cứ là ok thôi. Và bất ngờ thay một đầu eco nhưng bắt lên đến 3 súng đối phương và có khi còn là thắng luôn cơ. Và có người đi móc, có người móc từ B sang mà Rob bắt được Snack rồi. 3v3 cửa lại còn nguyên. Bây giờ thì bom rơi anh ơi, bom rơi sót. Cái vấn đề nhặt được bom hay không đây. Ok, cái nó trong đầu kìa. Mà em đi không đọc được hướng di chuyển của Frozen. Biết rằng bom rơi rồi nhưng giờ thì không biết cách nào để thủ được quả C4 này đây. Bắn đút về từ Nico. Và giờ có lẽ rằng Nico không còn cơ hội nữa để có thể tạo bất ngờ khi đã lộ tâm trí đúng của mình rồi. Rob giạt ra và Rob dễ dứt điểm đi với chỉ quay trang Nico thôi. Một vết này Hunter chưa lộ. Vâng, nghe thấy tiếng rồi. Ôi, tay cầm cái gì vậy? Rồi AK đây rồi. Cửa thắng còn nguyện dành cho GA Esports nếu như Hunter đấm mồm được Frozen. Hunter nghĩ nhiều, Hunter đứng một vị trí mà kể cả đối phương vòng lên A-Shot VA vẫn kịp VA, nhưng mà đối phương đơn giản là VB thôi. Và rồi thì Hunter tham minh, câu chuyện trẻ tham minh thôi, có đi qua luôn quả smoke hay không đây, nhưng mà vẫn được đặt bom, bây giờ mới lao ra bắn trận tân đầu tiên rồi và đang gặp khó đó Hunter. Frozen tay rất to, nhanh hơn khoảng tầm nửa giây thôi thì Hunter đã thắng. Mà khó anh nghĩ ạ, đứng trong smoke mà mình có mắt thần thì dễ, chứ còn tầm đấy Hunter cũng phải đoán xem đối phương có táp fake một nhịp C4 hay không, đặc biệt là smoke C2 cái việc mà nó bỏ qua đi qua rất lâu. Nhưng mà nhìn nhận vào mặt tích cực thì đây là một trận đấu mà G2 chỉ đầu tư đúng mức giáp 1 của Snack thôi và một vài khẩu lục đôi, nhưng mà bắt được 4 súng thế này thì cũng là ok rồi. Cũng sẽ là bào và kinh tế của đội hình kinh tế Fake Clan trong 2 trận đấu cuối cùng được first half. Bây giờ hãy nhìn xem, mất 4 súng ra vừa rồi, thành ra bây giờ mà Fake Clan thua phát thì round cuối họ lại nghèo luôn. Nhưng mà nhìn những cá nhân bên phía team Fake Clan họ xử lý 4v1, em cảm thấy cái tỷ lệ thắng rất là cao, rất là bền, cực kỳ chắc chắn. Bây giờ cùng xem MonEC nào, first pick ở A-Sort không thành công rồi. Bây giờ có lẽ sẽ lùi lại chơi an toàn mà thôi. Có một người để cũng lâu tơn nha, đó là vị trí của anh chàng Hunter. Và đây sẽ là biến số bất ngờ và khiến cho bên phía Fnatic Clan họ sẽ cần phải chơi dè chừng. Nhằm với cái bộ não nhiều sạn, nhiều sỏi của Rain thì có vẻ như anh ta cũng đang đọc vị là đối phương có thể để hầm bê rồi. Nên Rain cũng đang chỉ kê thôi. Kê như này, Hunter tò mò thì là đi này.
Hunter vâng lâu quá rồi, đồng đội đã rút hết về thì Hunter cũng phải lùi để bắn an toàn ở khu vực window cũng như là kê ngược ra mid cùng với Nico nữa. Còn đối với Fake Clan, họ đang về hết khu tunnel rồi và có vẻ như sẽ là một bài tràn bê luôn, không phải là mid to be. Khi mà một phút còn lại thôi vẫn hầu hết trong hầm nhảy, thông tin ấy nó không có, shot không có thì chỉ có thể là vào bể. Và để xem rằng lần này thì vị trí của Hunter hay Snack có phòng thủ được bê không đây. Những round trước Hunter bắn bê rất hay, nhưng Snack thì không. Ok, đấy không sao đến từ Snack. Đây là lúc anh ta phải lên tiếng. Chỉ một mình Hunter tôi sợ rằng không đỡ được pha này đâu. Được phân khúc flat rất đều tay, Hunter trắng từ nhà đến trường. Hết quả flat này lại đến quả flat nọ, và đó là một cái chết trắng dành Hunter. Snack đây rất quăng, chỉ kịp làm một thôi thì toàn. Nhưng không, Nico spam smoke ở khúc mid, bắt được đó là Kerrigan và đưa về thế cân bằng người 3v3. Có thể làm được đến từ bên phía G2, nhưng có vẻ như họ đang muốn chơi an toàn. Chạy từ đây về đến B thì cũng mất đi đâu đó khoảng 10 giây rồi. 30 giây để xử lý, check hết góc thì nó là hơi thấp. Và quyết định gai là bắn cho ra đầu cuối. Xếp thôi. Thì đó thì chúng ta thấy rằng là Hunter với Snack đổi được có một, mà Hunter ăn quá nhiều flash. Rất khổ cái góc của Hunter ăn, tôi đếm nhá, 3 quả flash anh ạ. Một quả flash chỉ thiên, xong một quả flash thẳng mặt, xong hết cái quả flash thẳng mặt thêm quả flash nữa. Không tỉnh nổi các bạn ạ, thực sự luôn. Còn cụ Snack thì xuyên suốt quãng gian là cụ úp mặt vào tường. Tự kiểm điểm bản thân thôi. Sám hối, vâng. Đấy, úp mặt vào cà trốn rất kỹ lên Snack. Cụ Snack tôi lại nghĩ tới một cụ nữa. Nào Việt Nam, Leopard. Không, anh nói vậy. Nếu mà là Leopard thì tôi đánh giá pha đó là còn phải để đối phương đặt bom rồi xong mới chết cơ. Đúng rồi. Vẫn sống trong bê được cơ. Cứ trốn thôi. Đôi khi là lẩn lút được quả smoke rũi của đối phương để trốn. Cụ đấy là cụ lẩn trốn. Còn cụ Snack vừa rồi cũng có một chút những cái hình bóng đấy nhưng mà vẫn chưa đủ đẳng cấp. Bắn đi chắc ngang nhau đấy. Một người thì còn hiện tại đang 1-5 hay sao. Cảm giác là tiến bộ rồi. Cảm giác là hết, 1-7 nhá, hết trận này nhá, không cần biết kết quả cứ ai thắng hay thua. Phỏng vấn kiểu Nico hạn ấy, anh đánh giá sao về Snack ấy? Snack pha cà phê rất ngon. Vâng, Snack. Game thi đấu phải nói rằng là tình huống bắn của Snack, cái độ chắc chắn của nó đang là rất thấp. Cần phải làm tốt hơn vì đây là cuộc đối đầu đỉnh cao các bạn ạ. Fake Clan mà không phải là một Guy Sport thì ăn flash trắng quá mon này trời. Nhưng đó tình huống của Big Storm dứt điểm Guardian không xùi được về, cứ lên spam dính quá. Nico spam ngược lại dứt điểm đi lên. Và giờ thì Snack, tình huống mà Snack đang bị gặp khó ở khu bom side bên. Ôi lửa đó. Đây cụ tự chết đã. Vâng cụ ơi, có một người cụ một người cụ một là cụ giạt rộng luôn ra bắn nhau đến chết đi nếu mà sợ địch băng vào. Cụ hai là cụ nhảy lên quy đầu và trốn. Cụ ngồi im với cụ thử xem. Hình như là cái thời ngày xưa là cụ bắn cùng với cả Olmeister nhiều quá. Không giờ bị nhiễm rồi. Cụ là cụ đá cánh phải mà. Vâng, ở đây Hunter có một mạng rồi. Rốp nằm xuống, Hunter đổi góc ngay lập tức. Nhưng không biết là người tiếp theo lao ra, không sao cả, vẫn kịp bắn đinh và giúp cho cái pha xử lý của đồng đội dễ hơn rất nhiều khi mà Brokkie yếu quá rồi. 13 máu thôi, một tình huống spam kể cả là qua tường thì Brokkie cũng nằm. Nico và Manny chỉ cần đi gần nhau thì được phương làm khổ ốp. Đừng xếp hàng thẳng là được. Đúng rồi, chỉ cần một tình huống mà giặt ra cùng nhau, người đi trước nhảy, người thứ hai ra. Đây rồi. Lava nào. Nico đứng im, là đẹp nhất, đúng vậy. Và đó là Nico. 6 đều. Guy Sport thì cũng rất khó cho Brokkie khi đây là một khẩu ốp của Leopard Veta. Nếu như khẩu AK thì tôi nghĩ rằng vị trí của anh chàng Brokkie còn cơ hội. Xây nối, nếu mà xây kinh thì có thể làm được. Chứ ốp thì hơi khó. Phải là một tình huống giặt ra phát no scope, quick scope các thứ, highlight một tí cơ. Nhưng mà Brokkie thì lại không đi theo cái chiều hướng của upper highlight, mà nhảy đi theo chiều hướng của upper bắn chắc, cái chắc. Và tỷ số 6 đều là một cái tỷ số tôi thấy rằng là nó rất là hợp lý ở trong cặp trận đấu căng thẳng như thế này. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng đến với cả những khoảng thời gian nghỉ dưỡng yểm trước khi đến với cả lần tập second half này các bạn.
Vâng, quay trở lại với Piston Round tiếp theo. Trận đấu chúng ta đã chính thức quay trở về xuất phát khi mà không có một cách biệt điểm số nào sau lượt thi đấu first half cả. Bây giờ thì Frozen, một tình huống mà Monesi là người chủ động spam qua smoke trước, và Frozen dạy ngay cho Monesi một bài học. Lợi thế về người đã có cho Faye, và thậm chí khi mà Monesi là người nằm xuống thì tôi nghĩ rằng lợi thế đó còn lớn hơn bao giờ hết nữa, dù chỉ là một người. Trong số những đại diện, trong số những cá nhân mà cái tỷ lệ tạo ra bất ngờ là rất lớn ở cái tên Frozen. Đây anh cũng xem là cái bánh từ sọt lên à, đến từ gai Sport Flash trả ra là tốt. Brocky cũng như cả với chiếc Frozen đang chớp rồi. Nhưng đây là Karian bắt được Hunter, và Karian đang muốn cường đấu thua Nico từ Karigan rồi. Và Nico chỉ đổi được có một mà thôi, Brocky có được một, Brocky đang muốn làm đôi. Hết đạn anh ơi, hết đạn. Rất điểm đi với chị quay trang mai em đi. Chỉ có mình Snack thôi, cụ Snack có một. Cụ làm được bài không đây? Và cụ không làm được gì cả, khi đó là tình huống triple pick đến từ Fate Clan. Sau tôi thì tôi thấy hiếm hoi có một người bắn hết một băng lock không có mạng anh nghĩ ạ. Phải thay đạn băng băng mới thì mới được có một mồm. 20 viên là không đủ với cụ. Chính xác. Và tôi nói thật, từ đấy lại còn là cái phạm vi gọi là hoạt động hiệu quả nhất khẩu của lock rồi. Tầm gần. Đứng trên bom bắn thẳng vào ram thôi mà. Nhưng mà Snack vẫn là một điều gì đó, chúng ta nhìn lại pha bắn. Chúng ta nhạy thế nhở. Nhìn bên kia bắn trước mà, bên kia họ báo trước là ra đây solo aim qua smoke. Bên này chỉ đơn giản là spam lại thôi, đơn giản đấy là game sen tốt, đến được Frozen cái cảm quan không gian tốt, chứ không phải là một tình huống bắn thuần mai đến từ Frozen khi mà đối phương đã lộ tình huống bắn trước rồi. Phong mai luôn đến từ Guy Sport, và họ đang chơi một cạch bạc khá lớn nha. Nếu như đối phương thắng hoàn toàn có thể có một con số 9 luôn đến từ Fate Clan, còn nếu như mà bên phía Guy thắng thì họ sẽ có cửa để có thể dẫn trước Fate Clan. Giờ hãy cùng xem nào, một round có hai AK đến từ Monesi nhưng mà em đi, nhưng mà Monesi chỉ là AK giáp 1 thôi, nó tương đối nguy hiểm. Chính xác, khi mà bên kia thì có đến 4 khẩu 14. Rồi, cùng chờ đợi xem. Vâng, Snack bắn scout cũng mít. Đánh giá đây là khẩu scout lấy thông tin thôi. Không khó, không hề dễ để đây là khẩu scout có mạng đâu. Nico thì sẽ là người kê khúc A-long đây. Một trái phát để thám thính xem đối phương có ép gần hay không. Câu trả lời là không, không việc gì phải vội cả. Đến từ bên phía Fake Clan, thậm chí quả flash đó nó có còn chớp rất nhẹ thôi. Một phút còn lại, G2 gần như vẫn chưa có được cái chốc qua quan trọng nào cả. Bây giờ họ bắt đầu lên shot cùng nhau. Và kê đường shot này sẽ là hiệp trưởng Rain, bắn thẳng lên từ khu Gram với một khẩu M4 con nết nha. Bằng tham minh quả nết mà tốt thì có khi G2 lại ngọng này. Có cả smoke mid nhưng mà chỉ mang tính chất là fake đến từ đội G2 Esports thôi. Rain vẫn đang nhá, và thật sự hãy cùng xem nào, liệu rằng khẩu AK nết đi Rain ơi, đến từ man em đi có thể đem về một cơ hội hay không đây. Và bây giờ tham minh ném nết trông cũng phải là hơi muộn rồi. Những quả flash này khiến cho đội hình G2 Esports bắt đầu mất nhịp của mình. Có một nửa CT và bây giờ thì phải sống đến từ vị trí của Rain. Karigan bách về, Karigan phải nằm xuống, Rain đổi được một. Lại được một thế 4v4, Hunter bớ được một người đó, cái tên Frozen, và sau đó thì Monesi đã lên tiếng. 3v2 dành đội hình G2 Esports cơ hội để cân bằng tỷ số là đây chứ đâu. Khi Borky cũng chỉ còn lại một nửa cái bóng thôi, bắn cẩn thận là được, nhưng G2 đang ăn tươi nuốt sống với chữ Borky. Và họ thành công điều đó, chỉ còn lại khẩu MP9 đến từ Rob Z mà thôi. Và khẩu MP9 bắn được khoảng cách này tôi đánh giá rằng là tự sát đến từ Rob Z. Một đầu fork bài và đang phát hiệu quả tối đa đến từ bên phía G2. Khi mà ngoại trừ Snack ra thì ai cũng có mạng ở trong đó đấu vừa rồi. Chính xác, không phải một chú heo con và bốn con hổ đến từ G2. Rõ ràng rào thiếu này là một rào thiếu cả năm chú hổ đúng không anh? Bốn chú rồi anh, bốn chú hổ và Snack. Snack có thể coi là trận chạy cánh mạnh nhất lịch sử. Đúng rồi, một ngày một chạy 50 cánh gà. Đôi khi là trận ghi bàn nhiều lịch sử, một ngày 20 bàn, 20 bàn một ngày đến từ chi của Snack. Và đánh giá rằng hổ tiên phong mang tên Man MD cũng rất chất lượng, một điểm kill đến từ cái tên Man MD. Một tình huống đem về cho mình round thi đấu cực kỳ quan trọng trước một round thi đấu full bye của đội hình G2. Cười rất tươi đến từ Man MD và đặc biệt là Hunter. Còn là Snack thì khỏe nhưng vẫn đang đau đầu nghĩ xem là menu tối nay của đội anh sẽ nấu những món gì. Thật ra thì khi mà Snack chuyển Snack đã rất lo lắng về khi mình chuyển đến G2 Esports, bởi vì nếu mà anh đến Yokohama thì anh ấy sẽ bị nghiện một cái nhà đó. Vâng, quay trở lại trận đấu thôi, quay trở lại trận đấu thôi. Một trận đấu fork bài của Fake Clan, nhưng những gì họ có thì chỉ là MB9 và cũng chỉ là 2 khẩu MB9 thôi, những lời còn lại là những khẩu DE. Và một tình huống dồn tổng lực ra chiếm long, bắn đến 4 A long từ điểm ban đầu. Một búp phát, 3 giặt ra cùng nhau nhưng chẳng tìm ra G2 cả. Trong khi đó thì G2 họ chỉ đang chờ thôi. Một round đấu họ có tất cả mọi thứ cần để thắng rồi nên họ không việc gì phải vội cả.
Vâng, họ dồn quá đông người ở long. Bây giờ hiện tại không có ai ở bom CB cả, nhưng ở long đã có một người đẩy, nhưng đẩy ở góc thiếu này và sau đó tự nộp mạng, tôi đánh giá không cao đến từ vị trí cả được gần. Lợi thế ngày càng gia tăng cửa hai thôi, về cả hỏa lực, về cả quân số nữa. Một quả flash dọa dồ rồi, nhưng cũng đã biết luôn thông tin là đối phương bắn khu cửa mid. Giờ thì có lẽ sẽ là đi lên shot cùng nhau hay chăng, một khu vực và những khẩu súng to của ai có thể áp đảo hỏa lực đối thủ. Vâng, trông rất giống lại là bài đánh A-shot rồi. Nhưng bên kia thì Faker lại đang di chuyển về từ mid, đó là cái Proki bắt bài 4A thì hiện tại vẫn chưa chắc đã giòn đâu G2 ơi. Nhưng nên là rằng phía bên này đang có một trọng tay trên gà đỉnh nhất thời điểm hiện tại, đó chính là Nico, đó là Man MD. Một sự thừa hưởng đơn giản khi mà Snack là người côn, và bây giờ thì họ vẫn muốn đánh lên màu xa không? Thì đơn giản là cài người thôi, cài người để có thể đem về frag đến từ Monesi. Và không phải là một cái double kill gọi tên Monesi, nhưng không sao cả, mọi thứ đã chấm hết dành cho đội hình bên phía team Fake Land. Đó sẽ là 8-7 gọi tên cửa hai. Cố gắng thu hoạch lại khẩu AK nhưng không được. Và như vậy thì round đấu này chỉ mất một đến từ gà thôi, một cái giá mình nghĩ rằng là quá rẻ ở trong một round đấu mà đối thủ đã fork bài. Thắng được round đấu fork bài ở Fake Land thì chắc chắn gà sẽ thừa thắng xông lên thôi. G2 đã không còn là mình ở cái giai đoạn mà có thể thua được trận đấu Eco nữa rồi. Thật tuyệt vời khi mà tôi vừa vào xin em Hữu Nghĩa cát đúng một round thôi thì Fate lại có nhịp gọi là chứng lại chiếc G2 Esports để khiến cho map thứ đơn hai này thêm phần căng thẳng. Và bây giờ thì họ không thể làm gì được ngoài một Eco với những khẩu USB rất đơn giản, rất B. Yes sir. Quá dễ. Không một sự kháng cự nào đâu đến từ Fake Clan là điều chắc chắn, người gần nhất là Frozen. Món men ở khu vực cửa B. Chân chạy cái nghiệp lịch sử đang có trong những khẩu súng phun nước đỉnh nhất lịch sử. Yes sir, nào lao ra nào. Không, anh không biết nên lao ra. Lao ra thật sự, chân chạy cánh này sẽ mất đi cho mình cơ hội. Ôi, đi đâu bắn CT với khẩu súng phun nước. Đúng là chỉ có thể làm điều này ở trọng rao thiếu đối phương Eco. Rất tự tin, đây rồi, là một đầu bếp, anh cũng đã có lửa trong người. Vâng, bắt đầu nổi lửa lên rồi, chiên được cái gì hay không đây. Ren vừa bớ được Ren, Samadhi vừa bớ được Ren. Một tình huống móc máy từ tận khu tìm bầy, lao ra, Stuck có một trước khi bị đổi mạng bởi vị trí của Rope. Còn lại thì sẽ để Monoji và những người khác lo thôi. Rope cũng đã ngã, Kedagon 1-1 với USP nhưng vẫn kịp thời vả một mồm, một nỗ lực phi tường đến từ Kedagon. Nhưng round thiếu sau, kể cả đội hình bên phía team Fake Land đã có cho mình một tình huống Eco rồi, nhưng lượng tiền của họ để tính với map thiếu đất 2 nó tương đối là nghèo nàn. Có hơn 4.500 thôi, không phải là một lượng tiền quá nhiều đến đội hình bên phía team Fake Land. Đây sẽ là một lượng tiền mà bạn vừa đủ bom mì mà cực kỳ hiếm hoi đến cái kit. Đây, một đấu phải gọi là khít đến khít. Chính xác. Nó gọi là vừa đủ chuẩn để chơi bên phía City. Đôi khi là nghèo, có người còn không có smoke như là phải chịu ơi, để đảm bảo là vẫn có một đồ nét để bắn. Smoke của Rain vừa được trả ra middle để tránh những tình huống phân ốp đến từ Monesi. Rất chú trọng cái hụt A-Long phê nhá, từ những cái round đấu Eco đến những cái round thì họ luôn dồn 3 người thì để bắt đầu để chiếm bằng được A-Long. Sau khi chiếm được thì chắc chắn rồi sẽ bắt đầu back về kê lại cả cục A-Shot nữa. Một đội hình bắn A khá chắc đến từ phơi. Và đây không biết có hiệu quả hay không thôi. Một pha mà có vẻ đội hình bên phía team G2 Spot cũng đang muốn lên bom xài A. Lên sẽ lên từ cả hai đầu luôn, cả Shot cả Long cùng một thời điểm. Hunter là người rất đi lurk ở khu vực hầm B, tránh những đối phương tình huống đối phương đẩy B. Thế nhưng mà bên kia thì đang bị dẫn, cộng với việc đây là một key đao quá quan trọng thì họ cũng không muốn đẩy. Họ chỉ chơi rất bị động ở trong side thôi. Rain đã chủ động quay mặt né flash rồi. Đạn sẽ là vị trí của chàng Carrigan. Nhưng tôi sợ rằng cho bom sao chết trước khi cả một tình huống contact ở cục A-Long. Liệu rằng nó có xảy ra hay không đây. Một tiếng bóp flash ra và Rain vẫn đang chưa lộ. Tiếng đối phương đã walk ra và bây giờ thì sẽ có một tình huống smoke lại cục Long. Block không thành công đến không check Rain rồi. Mà không check. Một điểm kill Rain rồi và liệu rằng chân chạy cánh này có phải là chân cánh tuyệt nhất lịch sử đến từ tên Snack hay không? Đây Snack vẫn đang ngồi im trong quả smoke này, vẫn đổi súng và sau đó Snack đổi được mạng của Rain. Trong bom sai thì anh chàng Broky đã lên tiếng ui, tí nữa thôi đã có thể là double kill gọi tên Broky. Và bây giờ G2 Spot đang muốn chậm lại, phát minh không thành công từ Monesi. Lợi thế về người lại nghiêng vào cho G2. Thực sự là pha flick off khét lẹt lẹt đến từ tên Monesi. Nhưng bây giờ thì hãy nhìn lượng máu đi, là những người chơi đều có lượng máu tử rồi. Kegan bắt được Hunter, Monesi vẫn chơi với nó hay không, có trở lên là không. Rope nằm xuống, Kegan gỡ fake một nhịp. Nhưng bên kia thì rất chi và lì, họ có đồ. Chỉ là một quả nết thôi và sau khi đối phương bị điếc thì Monesi kéo bắt luôn đi cái bạn Kegan. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Cái quả nết nó vừa nổ thì Monesi đã xuất hiện với viên ốp của mình rồi. Không một động tác thừa. Tức là anh ta ném nết ra phát là đổi về súng bắn tâm lao ra luôn. Tôi không biết rằng Monesi có tip and trick gì với khả năng rút đổ anh chàng này không, nhưng mà mọi thứ gần như là rất mượt mà đến tên Monesi. Tôi thật, nếu mà tôi mà là góc máy của Kegan tôi nghĩ phải đấy là có hai người shot, một ông nết một ông bắn ốp. Chú shot
Nhưng không, rõ ràng là một long một short, mà người short hoạt động nhanh như hai người vậy và phải time out đến từ FaZe Clan rồi. Trận đấu rất duyên nợ đúng không anh? Chắc. Một bên thì là người đồng đội cũ trong vai player và cũng có một ông đồng đội cũ trong vai coach. Còn bên kia chỉ có coach mà thôi, đó là Neo. Và liệu rằng Neo có đủ hiểu hai ông bạn già mình hay không đây? Tát cùng với cả Snack mà cũng rất khó. Hiểu được Tát, hiểu được Snack nhưng mà không hiểu được Monesi. Đúng vậy. Triple kill mà. Triple kill đến từ Monesi. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với cả diễn biến tiếp theo nào. Khi đây xem round thứ bên phía TV của team FaZe Clan, họ sẽ chỉ là half buy mà thôi. Vừa rồi thu một kill round vô cùng quan trọng thì FaZe Clan có lẽ rằng họ đang đứng trước cái cánh cửa để thua ở ngay trên map pick của chính mình rồi. Một round thi đấu mà đối với cả bên phía Guy Esports họ không được phép để thua nếu như muốn giữ khoảng cách an toàn và thắng ở map thi đấu đầu tiên này, tránh những trường hợp đối phương comeback. Đặc biệt khi đây là FaZe Clan, một đội tuyển mà những cá nhân của họ khi mà đã bay thì rất khó cạn. Và cái khả năng comeback của FaZe Clan là một khả năng đã được mình chính qua rất nhiều giải đấu lớn nhỏ rồi. Họ bắn phải nó cực kỳ lì lợm và quyết đoán. Nhưng liệu rằng với một round thi đấu mà chỉ có cho mình một MB9, một khẩu lục của Bossa B có là đủ hay không đây? Nhất là khi G2 cũng đang muốn có cho mình tướng split người về middle và đánh về bom side B ở trong pha thiếu này. Rất khó chịu đó những gì mà G2 Esports đang muốn làm. Nó khiến cho đội hình bên phía team FaZe Clan đang bắn khá đông người ở cùng middle. Và có một tướng boost lên tại cục CT. Nhưng với góc boost đó có tận hai quả smoke để có thể che mắt đi đội hình bên phía team FaZe Clan ở trong pha thiếu này. Hãy nhìn mà xem, tương đối là kỹ rồi. Nhưng nếu đi khu cửa sổ, Snack có thể bị khai thác, nhưng Snack đã nhìn ra đối phương và thôi xong. Sẽ là pha chuyển an toàn mà thôi. Manamdi không cần thiết phải vội ở khu long. Nhưng trên tay Karin lại là một khẩu Deagle, một khẩu súng mà tôi nghĩ rằng viên đạn đầu tiên phải là vào mồm. Thôi xong, hết cơ hội dành cho cái tên Karin. Nếu đó là khẩu Fire 7 thì mọi thứ có thể là đẹp hơn. Và bây giờ vẫn là bắn trỏm đầu nhưng khó hơn rất nhiều. Và sẽ là một đạn tuyến nút sống không đây. Nhưng Nico chơi ở bài cơ bản mà thôi. Middle còn đó Snack. Snack sẽ có trong mấy điểm kill khi mà đối phương vẫn đang liên tục nhảy nhót ở đây. Một rồi, và đó không phải là ai đốp đổi mạng quá nhanh. Nhưng mà hết. Nhưng mà ít ra bên phía FaZe Clan họ cũng đã giữ cho mình được một khẩu AK. Thua tôi nghĩ rằng là cũng không quá đáng buồn. Mặc dù đây là một round thi đấu mà FaZe Clan phải nói rằng là họ cũng khá tham vọng. Hơi đáng tiếc cho khi G2 bắn quá chuẩn chỉ và cẩn thận. Chúng ta để thấy một tình huống đánh lên là cực kỳ bài bản. Như từ nãy giờ cho chúng ta dễ dàng thấy được rằng một điều là G2 đang đánh lên short bên phía FaZe Clan tương đối nhiều và đa phần đều là những đau thắng từ chủ gái Sport. Chính tỏ là hiện tại shot của FaZe Clan đang tương đối yếu nha. Đúng vậy, tính ra thì trong những round thiếu dẫn trước đến G2 Sport thì không có quá nhiều round thiếu FaZe Clan đầy đủ bom mìn xuống ốc. Cực kỳ khó để họ có thể thủ shot, cũng có cho mình một vài tiếng thủ shot nhưng nó chưa đủ. Khi mà Long mất người nhanh quá và G2 chính thức có cho mình 5 round thắng thông liên tiếp kể từ khi chuyển sang bên phía T-side. Hiện tại họ đã là con số 11-7 rồi. Round thứ tiếp theo sẽ là key round bởi vì nếu FaZe Clan không cứu được thì bye bye luôn map thiếu đất 2 này vào tay đội hình bên phía team G2 Esports. Và ngọn lửa của họ đang cháy trên logo của Guy Esports và chiến thắng đang đến rất gần nếu như họ vượt qua được key round này của FaZe Clan. Và giờ hãy cùng xem Blocky có ốp thì khẩu ốp của Blocky hay sẽ là khẩu ốp của Monesi lên tiếng đây, muốn Phoebe long đến từ Guy Esports và đối phương định là bỏ cái bắn solo long thôi. Ôi, một quả flash trả ra và Karian bắt được 3MD rồi ở middle vô dân đổi được bạn snap Monesi. Dứt điểm Frozen là nhanh, nhưng người ở khu vực long đã chết là vị trí của anh chàng Miami. Lợi thế về người vẫn đang thuộc về bên phía team của team FaZe Clan. May mắn thay vẫn là một tin vui đem về đến từ Karin và Frozen sau một tiếng bắn chợt ốp đến từ cái tên Borky. Và bây giờ thì đội hình bên phía team G2 Esports sẽ có đánh lên bom xa từ khu vực A long. Vẫn còn đó là hai quả smoke đến từ Hunter và Monesi. Lượng đồ đủ thì họ lên bom xa ở trong pha thiếu này. Và thật ra thì cũng chỉ cần đổi thêm một mạng ở cục thôi thì mọi thứ lại đưa về một thế cân bằng. Nhất là khi có A-Long thì cơ hội để đánh lên bom xe sẽ lớn hơn bao giờ hết đến từ GA Esports. Đây có thể là một pha thi đấu phải cẩn trọng đến từ đội hình FaZe Clan khi họ chỉ để duyết một mình cái tên đó là Karin là người solo à. Một tình huống xin flash ra pick người cực kỳ dứt khoát của Karin ở khu vực A-Long. Ôi, chỉ với một quả flash thôi mà em đi đã phải nằm xuống rồi. Khó chịu đấy, đây là tiếng bò chay lên và đến gần tới nơi thì mới có một quả smoke trả ra cơ. Có người kể Karian liệu tay có đủ to hay không đấy để pick người thêm một lần nữa. Thật sự là khó. Một góc thi đấu mà anh sợ rằng Karian có thể là chết chay. Và bây giờ thì Karian bắt đầu kéo máu được rồi. Nhưng đó là tất cả gì Karian có thể làm. Trọng xuống của Monesi bị bắn nhiều đến từ Rain. Và đội hình bên phía team FaZe Clan họ mất đi bom xe à. Hunter hạ xe 4 này xuống băng qua smoke luôn thôi. Nhưng Nico có mạng của anh chàng Rain rồi và không thể băng qua đến từ Rome Z cùng với Borky.
Tôi đã nói rồi mà, quá nguy hiểm. Nhảy bây cái giờ gì vậy? Nhảy nhót đến Hunter nhưng vẫn còn nó khẩu ốp đến từ tên Monesi. Một quả smoke trả ra để che mắt đi Monesi, nó chưa đủ để che mắt đi cả với chiếc Nico. Nó Nico mở cánh rất đẹp và đó là cái đầu dành cho mình Nico. Vâng, đưa về 1v1 cho Broky cùng với cả Monesi, nhưng thời gian không còn nhiều, không có kit đến từ Broky. Lần và làn smoke no scope đến từ Broky, viên đạn thứ hai và bây giờ viên đạn thứ ba hết đạn rồi, không đủ thả mình và chiến thắng Matchboy gọi tên G2. Vâng, Broky bắn 3 viên không bằng Monesi xả 1 viên, chúng ta thấy đó vẫn là Matchboy cho G2 Esports thôi. Nhưng nhìn cái hướng di chuyển vừa rồi, chúng ta để thấy rõ ràng là 2v3 và bên phía TV của team Faker họ đang muốn đi xếp rồi. Thì tự dưng có ông nhảy nhót ở đâu ra chết. Và sau đấy thì tự dưng mở cho ra một cánh cửa di tích bom ra cho Faker. Thật nhưng đôi khi buồn. Nhưng đôi khi nó lại làm cái chiến thuật của G2 Esports. Họ muốn bắt hết súng của Faker, không muốn cho Broky sữa ôm. Anh thấy cái điều như này, chúng ta sống đủ lâu, theo dõi đủ lâu để nhìn khi mà đội hình Faker để cho Kargan người solo A thì cái câu chuyện nó có thể đi đến đâu, đúng không? Vâng. Nó quá khổ sở dành cho Kargan. Và Kargan lại còn lựa chọn đến một góc thi đấu được đánh giá tay to. Tay to. Có tay to. Với một người đã đâu đó U40 rồi, lựa chọn được góc đấy thật sự là rất khó. Thực sự là tự tin. Vâng, thực sự là sự tự tin. Tôi nghĩ rằng lúc Kargan đến vào góc đấy thì Kargan đang nghĩ rằng mình đang khoảng 20 tuổi. Nhưng anh ấy đã nhầm. Anh ấy năm nay cũng đã sót xét khoảng ngoài 30 rồi. Thực sự là rất U40 khó. Rồi. Một lợi thế nhưng mà với tiếng chia người ra thì lực lượng nó xa là quá mỏng. Nhưng mà nếu mà xét ra nha, bên phía G2 Esports chúng ta gọi Snack là cụ Snack, thì bên phía bên này thì Kargan phải là ông rồi. Vâng. Thật ra tính ra thì cái hàng này chả xem nhau tranh nhau bao nhiêu đâu. Đúng. Và phải đi cứu cho mình đến tận 5 Matchboy với cái tên bên phía team G2 Esports, và G2 hiện tại cũng đang rất giàu có rồi. Hãy nhìn với chiếc Monesi mà xem, 13.000 tiền. Còn phía bên kia cực kỳ nghèo nàn. Chỉ còn lại cho mình đúng 3 quả bom thì có 2 quả smoke, 1 quả lửa đến từ chiếc Rain. Một quả đế trả ra bay nửa cái máu của Broky. Và Broky đã phải lùi về rồi. Vẫn là pha trung thành với cả đó là mid 2B. Vâng, họ đã check được mid ở thời điểm rất sớm, sau đó Nico lại lùi về. Khiến cho bây giờ lượng hỏa lực của đội hình bên phía team Faker lại phải chia ra. Thật ra thì vẫn có thể lên bom xe A đến từ bên phía team G2 Esports. Khó chịu chưa? Bỏ bom sai bắn đông long đến từ Faker. Cái lối chơi rất tĩnh đến từ G2 Esports. Họ quyết định là lại tinh trễ động, lấy nhu khắc cường rồi. Bắt đầu bò chuyển khu vực sót đến từ Nikovac. Giờ anh cùng xem nào. Liệu G2 họ lại muốn đánh sót một lần nữa hay chẳng đây. Có vẻ họ vẫn đánh sót rồi. Đồ trả ra rất nhiều ở khu vực sót nha. Và có người đi bài tờ. Thao minh của Hunter. Hunter bắt được vị trí của Broky là hết. Đây rồi, một mạng cho Hunter, vẫn đáp một kill cho Hunter. Tan vỡ lại cho Faker. Lấy gì để thắng đây khi Nico lại tóm được tên Frozen nữa, lên thắng được Snack. Nhưng 2v4 không có cơ hội và tỷ số sẽ là 13-7, gọi tên G2 Esports ở map tiêu đất ai mà vinh của Faker. Một chiến thắng có phần áp đảo đến từ G2 ở trong lượt thiếu second half. First half rất căng, first half là 6 đều. Những tưởng rằng chúng ta sẽ theo dõi một map thi đấu hay hơn, thế nhưng mà cuối cùng thì nó lại chỉ một map thi đấu hay với G2 và fan hâm mộ của họ thôi. Còn đối với Faker Clan thực sự là một nỗi ác mộng khi map pick của chính mình lại để thua rất bạc nhược. Phải nói rằng là vô cùng đáng tiếc. Mình vừa mới theo dõi lại những highlight trong game thi đấu vừa rồi thì phải nói là bên phía các thành viên của team Faker Clan gần như vị trí của anh chàng Kargan cũng như là Frozen được chơi game hơi ít. Những cái tên như kiểu Rain không tỏa sáng quá nhiều. Còn ngược lại bên kia thì Monesi vẫn quá vai. Và giờ có lẽ là chúng ta sẽ đến với cả những khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi đến với cả Inferno Mapping của G2 Esports nha các bạn.